này một cái các bạn. Ở đây bác biết cái này các bạn. Nhưng ở đây đế nó rất khéo các bạn. Đây này bông sai các bạn ơi. Người ta mua là 1,2 triệu, là người ta nhờ được 2 cây, bây giờ cắt cây 51 các bạn, 52 các bạn ơi. Các bạn ơi. 130 nghe anh em. Tổng chiều cao 94 các bạn ơi. Chiều cao 94 nghe anh em. Rồi giá sao? Cây này có giá 10 triệu. Cây này 10 triệu nghe anh em ơi. Qua mai số 4 ngày 30 tháng 7 nha anh em. Anh Quốc Tồn. Rồi. Cây số 5. Chín lăm anh em ạ. Cây này có giá 6 triệu các bạn ơi. 6 triệu. Giá 6 triệu nghe anh em ơi. Cây này là cây số 5 của anh Quốc Tồn. Ngày 30 tháng 7 nha anh em. Đây có giá 8 triệu các bạn. 6 triệu nha anh em ơi. Rồi, có đâu là chào khán giả luôn Tồn ơi. Thì cũng xin chào khán giả. Thì hôm đó giờ cũng ủng hộ cái kênh của mình. Thì hôm nay mình mới ra cái kênh là mới nhất là ngày 30 tháng 7 là TK Quốc Tồn các bạn đó. Thì các bạn nhớ bấm vào bạn đặt kênh LDK Quốc Tồn lên mấy nhất của mình nha các bạn. Đạo diễn là các bạn.